Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với mình Rồi hiện tại mình đang soạn một cái combo 20 cặp full gold ri bông Và mình sẽ gửi về cho một cái bạn nữ rất là xinh xắn, xinh đẹp luôn các bạn ơi Thì hiện tại bạn nữ này hiện hiện tại theo mình biết thì bạn ở Bình Thuận Tại vì cái đơn hàng này á, mình gửi xe phương trang về bưu cục phan thiết cho bạn à, Đây là cá máy đây, cá máy full gold ri bông nói chung á là trong cái đơn hàng này là do là bạn này là bạn nữ là một khách hàng nữ cho nên là mình chọn cá mình cũng có ưu tiên một xíu cho bạn này đó cho nên là một số ông nam mà mua cá thì đừng có phân bì với bạn nha đó đây là trống gen và trống đi bông thì các bạn có yêu cầu với mình là à, bắt cho em là 10 trống gen và 10 trống ri bông đó thì ở đây là mình soạn đây đây có trống gen có trống ri bông trong cái khay luôn mỗi loại là 10 con rồi tiếp tục đây lại là cá máy nữa đó cái khai máy này nói chung là mình lựa là mình có ưu tiên cho bạn rất là nhiều nói chung là bạn nào mà biết chơi cá các bạn nhìn là cái chất lượng cá là các bạn đánh giá được à đó thì mình sẽ soạn à, mỗi khay là 10 con máy đây thì bây giờ mình sẽ cho mình đóng khi mà full go đó là các bạn cho vào nền đen rồi các bạn mở đèn lát hoặc là bạn quay dưới nắng mặt trời ở bằng nền đen thì hầu như là full go nó lên màu vàng rất là đẹp ha còn khi các bạn nuôi trong thùng xốp hoặc là đây khi mà các bạn à, nhận cá thì các bạn thấy à cái màu sắc bây giờ mình đóng trong túi ni lông rồi mình cho vào thùng xốp rồi á thì nó sẽ không còn được như lúc ban đầu nữa các bạn thấy nó rõ không thấy sự khác biệt là một chín một luôn á đó. đó. cho nên là các bạn nào mà chơi dòng full go này thì mình tìm hiểu kỹ về cái màu sắc của nó trước khi mà mình quyết định mua ha thì không biết là các bạn biết mình quấn keo vàng trong cái túi lông làm gì không đó là để là mình giữ màu cho cá được ổn định nhất có thể khi mà các bạn nhận là cái màu cá nó sẽ ít bị tuột hơn là khi mà các bạn đóng trong túi ni lông mà không có cái keo vàng như thế này đó mình nói chung là mình kỹ nhất có thể rồi thì xong xuôi hết rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đóng thùng mình chở ra ngoài nhà xe phương trang mình gửi cho bạn cảm ơn bạn tường vi rất nhiều đã ủng hộ đơn hàng này của mình nha